năng của đấy các phu nhân phụ huynh lại là phải đông đủ. Thứ nhất xin ra một tràng vỗ tay để chào mừng chúng ta đã có mặt ngày hôm nay. Uống nước nhớ nguồn là đạo lý muôn đời của nhân dân Việt Nam. Hôm nay ngày 25 tháng 7 là tháng tri ân anh hùng liệt sĩ. Đối với diễn đàn của đến chúng ta năm nay, chúng ta đã hoạt động 10 năm từ khi thành lập diễn đàn. Năm nào cứ đến ngày 27 tháng 7 thì diễn đàn của đến là tổ chức gặp mặt tri ân các gia đình thân nhân liệt sĩ và thương binh ở trong diễn đàn. Hôm nay kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, đến ngày lại đi, chúng ta lại tổ chức gặp nhau tại đây để tri ân các gia đình liệt sĩ, các thương binh đã hy sinh một phần xương máu trong chiến trường nhân ngày kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ. Chúng ta dành một phút để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, tưởng nhớ đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh cả của lực lượng vũ trang. Và ngày hôm nay chúng ta không thể nào quên cả nước đang hướng về Hà Nội để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta bồi hồi và cũng là tiết vinh dự hôm nay chúng ta tổ chức vào ngày cử hành tang lễ của Tổng Bí thư. Một lần nữa chúng ta dành một phút mặc niệm ba nhà lãnh đạo nổi tiếng của dân tộc Việt Nam. Phút mặc niệm bắt đầu. Người đã rất nhiều chiến công
cũng đã bỏ lại một chân để nơi chiến trường Quảng Ngãi. Người đã có rất nhiều công để tìm lại các hài cốt của liệt sĩ từ sân bay Biên Hòa ở Việt Nam mà đã được VTV1, đã được rất nhiều các bài báo ca ngợi của anh chị Trung Hiếu. Một lần nữa, chúng ta xin hoan nghênh và chúc mừng hai em là Trung Hiếu. Như thưa các anh các chị, uống nước nhớ nguồn là đạo lý muôn đời của dân tộc Việt Nam. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đối với chúng ta hôm nay, dù tuổi tác của chúng ta đã là U70 và sắp xỉ cũng 80 tuổi, nhưng chúng ta vẫn mạnh khỏe và chúng ta vẫn hoạt động để làm sao góp một cái phần vào cùng với đất nước làm giàu mạnh hơn nữa. Các bác anh các chị, Diễn đàn Bảo Yếm chúng ta thành lập từ năm 2014 ở đền vua bà đến nhất Quảng Yên. Hôm nay là rất mừng là đã có cầu dương đã vượt được qua không phải đi phải được rồi, và chúng ta sau 10 năm chúng ta hoạt động rất nhiều chương trình mà hiện nay trong diễn đàn của lính của chúng ta, cái hoạt động của chúng ta bên câu lạc bộ thanh niên, bên diễn đàn thanh niên đều rất là hâm mộ, rất ái mộ cái hoạt động của diễn đàn chúng ta. Tôi mong sao mọi người hãy chung tay cùng hoạt động để làm sao diễn đàn chúng ta càng ngày càng đoàn kết, càng phát triển, để cho diễn đàn mãi mãi là những người lính cụ hồ. Một lần nữa thì hôm nay nhân cái buổi gặp mặt hôm nay thì tôi thiết tha đề nghị là các anh các chị cùng các phụ nhân ở đây cùng chung tay đoàn kết để xây dựng diễn đàn để ngày càng vững mạnh và phát triển. Sau đây thì xin phát biểu của anh Thương ạ. Vâng, kính thưa tất cả các anh các chị, cũng một cái gì mà tri ân liệt sĩ ngày thương binh liệt sĩ thì được tổ chức ban diễn đàn của lính tổ chức. Anh em chúng tôi và Hiếu cũng rất cảm động. Thế thì tôi chỉ đề xuất thế này, chúng ta duy trì. Trước đây là cứ mỗi tuần chúng ta tổ chức bữa cà phê lính. Thế theo tôi đề xuất là tháng một lần, từ ngày tháng một lần chúng ta sẽ tổ chức. Thứ bảy tuần cuối tháng. Và tôi cũng đề xuất năm nay dịp 22 tháng 12 chúng ta tổ chức về lại cái nơi đất của bà, chúng ta sẽ đi để trải nghiệm qua cầu rừng, có được không ạ? Tuần cuối tháng của hàng tháng là chúng ta sẽ gặp mặt nhau cả bên. Thế chứ phải thế chứ. Yeah. Thế vừa rồi chúng ta đã tổ chức rồi nhưng mà cũng quá nhiều quá. Báo cáo lên cho chị thế này, năm nay chúng ta cố gắng duy trì và giữ được cái truyền thống diễn đàn. Rất tốt. Thế thôi. Mình xin chúc sức khỏe mọi người. Có sức khỏe thì mới đi được. Không có sức khỏe không chịu được. Và sáng năm 2025, ban liên lạc cựu chiến binh đã công tác mời tiếp tục mời diễn đàn lính vào Quảng Trị dự kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc. Quan chị nào có ý kiến? Thưa ban chủ nhiệm câu lạc bộ, rất là cảm động vì đã tổ chức cái buổi tưởng nhớ các liệt sĩ và tri ân cho bà con chúng tôi. Tôi cũng tham gia rất là nhiều các cái hội đấy, nhưng mà cái câu lạc bộ này thì tôi thấy gắn bó, còn những anh em tôi cho là rất hiền. Tôi chơi nhiều câu lạc bộ và nhiều anh em cũng tốt, người này người đỏ, nhưng mà ở đây thì tôi chả thích người đầu người đỏ, một điều rất là thiện. Và nền kinh tế thì tôi cũng xem
cái cuộc sống của thanh niên như ai mà giàu quá mà ai mà nghèo quá là nhiều lúc nó cũng không được hòa đồng lắm, nhưng mà cái tổ chức mình nên hiền bởi vì cái nền kinh tế và cái đạo đức nó giống nhau, nên tôi rất là thích và thông cảm với lời các con cũng nhiều. Và từ đầu anh đề xuất những cái cuộc gặp và thì tôi xin ủng hộ. Cái vừa qua thì có những cái tôi gia đình tôi có những cái sự cố nên cái việc cảm tác nó rất ít, nhưng bây giờ nếu mà và về sau thì sẽ cố gắng để mà nhân viên thầy xin cảm ơn tôi nhiều đã luôn các cái bạn và xin gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình được an khang thịnh vượng. Rồi, cảm ơn anh. Tôi nghe buổi phần lễ kỷ niệm gặp mặt chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Trước hết một lần nữa xin cảm ơn toàn thể các anh các chị. Bây giờ vẫn còn có một ý kiến của nữ phu nhân. Thì là xin mời chị mua lụa. Vâng, chắc là rất là mượt mà đây. Thì em thì em tham gia rất là nhiều hội, cũng rất là nhiều hội, cũng nhiều câu lạc bộ, nhưng mà thực ra là em thấy là cái câu lạc bộ chính đảng của lính này là em thấy nó tuyệt vời nhất. Thế thì em cũng may mắn là em cũng được đồng hành cùng các anh các chị từ những ngày đầu tiên thành lập diễn đàn của lính. Thế thì em thấy là thực ra cái tinh thần của lính của các anh bộ đội cụ Hồ rất là tuyệt vời, rất và em tự nhiên em thấy một thời gian lại nắng đi, và cũng có thể là do sức khỏe của các anh các chị thì càng ngày thì lại càng đi xuống. Thế cho nên là em cũng giảm thời gian, em nói thật là em rất là buồn, em rất là buồn, và em thấy là diễn đàn của chúng rời rạc thì em cũng có tâm sự với nhân thân. Em bảo là anh ấy cái câu lạc bộ diễn đàn của lính của mình nó tuyệt vời như vậy, khí thế như vậy mà sao lần này thấy cứ trầm hết thì cũng rất là may. Thì anh Long và anh Thơ, anh đã là những người cầm cờ, và anh cầm cờ cảnh thất làm thế nào để cho cái tinh thần của câu lạc bộ diễn đàn của lính ngày một sôi nổi đi lên hơn nữa. Thì em cũng rất là vui, em rất là phấn khởi, và em cũng rất là ủng hộ và đại diện cho các anh các chị hậu phương, cũng rất là cảm ơn các anh đã cho chúng em thâu ngay trong cái diễn đàn của mình này. Mỗi một dịp các anh tổ chức sự kiện, và em cũng xin hứa là mặc dù là em xa nhất ở mãi vùng quê xa xôi hơn, thế nhưng mà em cũng xin hứa là từ nay trở đi thì có những cái cuộc gặp mặt của diễn đàn của lính này thì em cũng cố gắng hết sức để đến dự cùng các anh các chị, làm nào đấy mà để cho cái tinh thần của lính mãi mãi là mạnh mẽ, thật mạnh mẽ và trường tồn ạ. Em xin cảm ơn ạ. Đây là chúng ta chuyển sang phần 2. Đấy bây giờ như là một hơi, bây giờ như là phần học của anh chị em ấy, thì nói chung là cũng là những người mà cầm cờ như anh Thơ, tôi, anh Thân, anh Bắc thì đã người cầm cờ đã phát lên phải có gió, phải có gió. Tiền hô thì phải họ ôm, thấy không? Nếu mà tiền hô mà họ có ôm ấy thì nó cố lắm. Ngồi xuống luôn, quay tròn luôn. Thế nên là theo mà phải có cái con trào cái duy trì. Đã lên xe là một nước, thấy không?